Câu chuyện mua đồ ăn gặp phải cảnh 9 phần lá, 1 phần nhân có lẽ đã chẳng còn quá xa lạ đối với chúng ta. Do vậy thì những người không may rơi vào trường hợp này vẫn không khỏi bức xúc. Và mới đây thì một cô gái cũng đã gặp chuyện tương tự sau khi bóc một chiếc bánh gai mà ngớ người khi trông thấy phần nhân bên trong. Ngay từ những giây phút đầu tiên thì ta có thể thấy chiếc bánh này có độ dày vừa phải, kích thước cũng xem như là ở mức trung bình. Ấy thế mà đến lúc bóc ra thì cô chủ hẳn cũng đã phải ngã ngửa khi thấy phần thân bánh bên trong mỏng dính. Cô nàng khẳng định rằng mình đã ăn chiếc bánh gai nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà thấy cái bánh nào mỏng cỡ này. Qua vài lần cỡ lá, phần thân bánh hiện ra với lớp bỏ bột dày teo lộ lại cả phần nhân bên trong. Dù cho chiếc bánh gai siêu mỏng ấy có vẫn rất ngon, nhưng trường hợp mà cô gái trên phải khiến cho người xem cảm thấy phẫn nộ. Và hầu hết thì dân tình đều cho rằng người bán bánh không có tâm một tí nào.